Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giải thích cũng như phân tích tới cho các bạn đâu là dòng sản phẩm khẩu trang tốt và đâu là dòng sản phẩm khẩu trang thông thường. Khi mà sử dụng khẩu trang nhất là trong khi mà tình hình căn bệnh viêm phổi cấp đang ngày một diễn biến phức tạp hơn như hiện tại thì việc chúng ta sử dụng khẩu trang vô cùng là cần thiết. Và với sự lây lan của virus corona hay còn gọi là covid-19, chúng ta cảm thấy rất lo lắng và hoang mang đúng không ạ? Chính vì vậy khẩu trang giờ trở thành một trong những thiết bị không thể thiếu, một trong những sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta tuy nhiên trên thực tế vẫn còn rất nhiều câu hỏi mọi người thắc mắc rằng là liệu đeo những loại khẩu trang vải khẩu trang thông thường thì có phòng tránh được loại virus này hay không vậy đâu là loại khẩu trang tốt nhất để có thể phòng chống được bụi mịn và phòng chống các loại virus vi khuẩn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu Thưa bạn, các loại khẩu trang vải thông thường hay khẩu trang y tế có giá từ 1 cho đến 3.000 đồng vẫn có thể ngăn chặn được các loại bụi thông thường xâm nhập vào trong chúng ta. Đồng thời, các loại khẩu trang này có thể ngăn chặn được các hạt nước khi mà người bệnh hắt thơi và chặn các hạt nước này xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta, đồng thời là tránh lây lan bệnh. Tuy nhiên trên thực tế nếu như căn bệnh này diễn biến phức tạp hơn nữa hay là khi mà căn bệnh này đang lây lan ngày một nhanh hơn qua nhiều hình thức khác nhau thì một trong những phương pháp tốt nhất đó, chúng, đó chính là chúng ta hãy sử dụng loại khẩu trang đã được Bộ Y tế công nhận đồng thời là một trong những loại khẩu trang giúp phòng chống được các loại virus vi khuẩn siêu nhỏ cũng như các loại bụi mịn xâm nhập vào trong cơ thể và trong đường hô hấp của chúng ta. Và hai loại khẩu trang đã được Bộ Y tế Hàn Quốc công nhận, đồng thời là chứng nhận có khả năng ngăn chặn được các loại virus vi khuẩn này đó chính là khẩu trang kf94 và khẩu trang kf80 đây là hai dòng khẩu trang dành cho chúng ta và nhất là trong khi mà tình hình dịch bệnh đang lây lan ngày một cao hơn như thế này và dòng sản phẩm khẩu trang như trên tay kiểu anh đang cầm đây có cấu tạo 3d quan trọng là với bốn lớp phin lọc ngăn cho các loại hạt bụi siêu nhỏ các loại virus vi khuẩn không xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta đồng thời lớp hai lớp ở giữa sẽ có chức năng là lọc những loại bụi nhỏ nhất cũng như là làm cho chúng ta được thông thoáng khí hơn và dễ chịu hơn trong quá trình dùng một trong những ưu điểm của sản phẩm này đó chính là khi mà chúng ta sử dụng sẽ không bị lem son môi không bị lem lớp trang điểm đồng thời là không bị mờ kính và như các bạn có thể thấy trên tay kiểu oanh đây với dòng sản phẩm khẩu trang này với cấu tạo 3D, trong quá trình dùng nó sẽ không khiến cho chúng ta bị kích ứng da mặt, bởi vì sản phẩm khẩu trang KF80 và KF94 này được cấu tạo từ vải không dệt, vô cùng thân thiện với môi trường cũng như là an toàn cho da mặt của người sử dụng. Vậy nên, nếu như khi chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân đang mắc bệnh hay chúng ta đi vào bệnh viện những nơi đông người, giải pháp tốt nhất đó chính là chúng ta hãy sử dụng sản phẩm khẩu trang KF94 và 80. Vì đây là những loại khẩu trang đã được công nhận là có khả năng ngăn chặn các siêu hạt bụi nhỏ li ti, các siêu vi khuẩn hay các loại virus vi khuẩn cực nhỏ xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt dòng sản phẩm này còn có thiết kế dành cho trẻ nhỏ à, cũng như thiết kế 3D Thế nên các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn sử dụng cho con em của mình và với cấu trúc có thể gấp lại dễ dàng như thế này, chúng ta có thể dễ dàng bỏ vào túi. Và các bạn hãy nhớ nhé, với một chiếc khẩu trang như thế này, chúng ta có thể sử dụng từ 8 đến 10 ngày, chứ không phải sử dụng ngày nào chúng ta bỏ đi ngày đấy. Vâng, Hy vọng là với câu trả lời vừa rồi của Kiều Anh thì mọi người đã biết cách chọn loại khẩu trang phù hợp với mình cũng như là bảo vệ đường hô hấp cho bản thân mình cũng như là cho người thân trong gia đình. Và nếu như các bạn muốn mua dòng sản phẩm khẩu trang đến từ Hàn Quốc này thì có thể liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 428 để được tư vấn về sản phẩm. Và đặc biệt, các bạn có thể nhấn vào đường link dưới đây để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và quan trọng, các bạn hãy đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội trong hôm nay để có thể nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm khẩu trang. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tham khảo thêm về dòng sản phẩm khẩu trang đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.